Kính chào quý vị đang theo dõi kênh Triết Lý Cuộc Sống. Thưa quý vị, cổ nhân có câu mệnh do kỳ tạo, phúc tự kỳ cầu. Số mệnh do chính mình tạo ra, phúc đức cũng từ bản thân mình tích lũy mà có được. Trong cuộc sống, may mắn hạnh phúc của ngày hôm nay không phải từ trên trời rơi xuống, mà chính là kết quả từ những hành vi của bạn trong quá khứ. Mọi việc diễn ra đều theo luật nhân quả tuần hoàn. Dù bạn giàu sang quyền uy nhưng không có đức độ, thì sau cùng phúc đức cũng sẽ cạn kiệt. Để có một cuộc sống bình an, sung túc cho hiện tại và tương lai, thì ngay từ bây giờ bạn nên tu thân tích đức, hành thiện. Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu ba kiểu người mà càng có tuổi họ lại càng có nhiều phúc lộc may mắn, quý vị nhé. Thứ nhất, người biết đủ và trân trọng những gì mình đang có. Con người ta luôn không bao giờ thỏa mãn với những gì mình đã có, nên người ta cứ nghĩ mình phải có được nhiều hơn nữa. Khao khát hạnh phúc là không sai, nhưng nếu quá mức cho phép thì lại là không đúng. Nếu ta quan niệm đúng về hạnh phúc thì chắc chắn mình sẽ cảm nhận được điều chân chính mà mình có được nó có ý nghĩa như thế nào đối với cuộc sống của chính mình. Có một hôm, Đức Phật gặp một người nông dân. Người nông dân tỏ ra rất đau khổ. Ông thưa với Đức Phật: con trâu của tôi vừa chết, không có nó để cày ruộng thì làm sao tôi làm việc được, rồi cuộc sống của tôi sẽ ra sao? Thấy thế, Đức Phật đã cho anh ta một con trâu khỏe mạnh và người nông dân rất hạnh phúc. Đức Phật đã cảm thấy mùi vị của hạnh phúc từ niềm hạnh phúc đơn sơ của người nông dân. Rồi một ngày khác, Đức Phật gặp một người đàn ông. Người đàn ông này rất bực bội. Ông nói với Đức Phật: tôi đã bị lừa đảo và tôi không có tiền để về quê hương của tôi. Vì vậy, Đức Phật đã cho anh ta tiền cho chuyến đi. Người đàn ông rất vui mừng và Đức Phật đã cảm nhận được hương vị của hạnh phúc trong anh. Một ngày khác, Đức Phật gặp một nhà thơ. Nhà thơ trẻ, đẹp trai, tài giỏi, giàu có, vợ đẹp hiền thục nhưng không hạnh phúc. Đức Phật hỏi anh ta: anh không hạnh phúc sao? Tôi có thể giúp anh được không? Nhà thơ nói: tôi có tất cả, nhưng tôi thiếu một điều là hạnh phúc. Ngài có thể cho tôi không? Đức Phật đã lấy đi tất cả những gì mà nhà thơ có, lấy đi tài năng của nhà thơ, hủy hoại khuôn mặt tuấn tú của anh ta, lấy đi tài sản và tính mạng của vợ anh ta. Đức Phật rời đi sau khi làm việc này. Một tháng sau, Đức Phật trở lại. Lúc này nhà thơ đã rơi vào tình cảnh sống dở chết dở vì đói, nằm co ro trên mặt đất, vật vã. Nhà thơ quỳ xuống và nói: xin ngài hãy trả lại cho tôi những thứ mà ngài đã lấy đi của tôi, thế này thì tôi chết mất. Vì vậy, Đức Phật đã trả lại tất cả những gì đã lấy đi từ anh ta. Rồi Đức Phật lại ra đi. Sau nửa tháng, ngài lại đến gặp nhà thơ. Lần này nhà thơ vòng tay ôm vợ và không ngớt lời cảm ơn trời Phật vì anh ta đã tìm được hạnh phúc. Quý vị thân mến, người có cuộc sống hạnh phúc an nhiên viên mãn là người biết hài lòng với những gì mình đang có, trân trọng những người bên cạnh mình, không bất chấp tất cả mà lao vào những ảo ảnh phù phiếm, hão huyền. Hãy vui với những gì mình có và đừng buồn với những gì mình không có, thì đó chính là hạnh phúc, đó chính là ta cảm nhận được hương vị của hạnh phúc. Kiểu người thứ hai, người tử tế với gia đình, người thân. Cả đời vợ chồng bà Phương vất vả kiếm tiền mới mua được ngôi nhà 2 tầng khang trang mà hiện tại cả gia đình đang sinh sống. Tuy không giàu có, nhưng ông bà luôn được tiếng là sống chan hòa, đức độ, được anh em họ hàng hết sức nể trọng. Chồng bà là người rất chu toàn, lo lắng việc trong nhà ngoài họ đâu ra đấy. Năm ngoái, ông bị ho dữ dội, đi khám thì phát hiện ung thư phổi giai đoạn cuối. Trước khi mất, chồng bà Phương sợ con cái đối xử không tốt với vợ, nên đã dặn dò bà rất kỹ rằng không được sang tên sổ đỏ cho đứa nào cả, phải biết tích lũy và dành dụm tiền bạc phòng thân. Khi nào bà mất mới chia tài sản cho hai con. Ông còn gọi người đến làm di chúc cẩn thận, rồi giao tất cả cho bà cất giữ.
bà Phương luôn ghi nhớ lời căn dặn đó trong lòng và cất kỹ tờ di chúc của chồng để lại trong tủ. Trong di chúc, chồng bà viết là sau khi ông bà mất, tài sản sẽ chia đôi cho con trai và con gái, mỗi đứa một nửa. Suốt 10 năm nay, gia đình con trai sống chung với bà Phương. Dù con trai và con dâu đối xử rất tốt với mình, nhưng chưa bao giờ bà Phương có ý nghĩ thay đổi nội dung bản di chúc. Bà luôn cho rằng lời dặn dò của chồng là đúng, không thể làm khác được. Gần nửa năm nay, mắt bà Phương bỗng nhiên đau nhức dữ dội, thường xuyên chảy nước mắt sống. Nhiều lần con dâu hối thúc đi khám, nhưng bà lại tiếc tiền nên không muốn đi. Đến khi vợ chồng con trai bắt ép thì bà Phương mới chịu đi chữa trị. Trong suốt thời gian nằm viện, bà để ý thấy vợ chồng con gái rất hời hợt, chỉ đến thăm mẹ vài lần cũng chẳng chăm sóc mẹ được ngày nào. Còn vợ chồng con trai thì tất bật công việc, con cái và thay nhau chăm sóc mẹ trong viện. Từ sau lần đó, bà Phương mới dần ngộ ra một điều, lúc về già bà chỉ có thể dựa dẫm vào vợ chồng con trai mà thôi. Khi bà Phương tỉnh dậy trong phòng bệnh, vì giường của bà sát cửa sổ nhìn ra hành lang, nên bất ngờ nghe được cuộc trò chuyện của con trai và con dâu bên ngoài. Con trai lo lắng chuyện tháng vừa rồi, vợ tiêu hết quá nhiều tiền. Con dâu thì nói, các khoản chi phí mổ mắt cho mẹ khá nhiều, với lại mẹ mới mổ, ăn uống kém, cơ thể đau nhức, sức yếu khó hồi phục, nên phải mua nhiều đồ bổ sữa tốt cho bà uống. Rồi cả mấy hũ yến bà ăn mỗi ngày cũng khá đắt tiền, thế nên tiền ăn tăng lên gấp đôi. Nghe giải thích như vậy, con trai bà Phương liền xin lỗi vợ vì đã hiểu lầm vợ, rồi hai vợ chồng ngồi tính toán lại chi tiêu, cắt giảm các khoản khác. Bà Phương nằm nghe mà nước mắt ứa ra vì cảm động. Không ngờ bà lại có được cô con dâu hiểu chuyện, luôn lo lắng cho mẹ chồng như vậy. Ý nghĩ làm lại di chúc của chồng là sẽ cho con trai hai phần, con gái một phần tài sản nhen nhóm trong đầu bà Phương. Dù sao bà cũng gần đất xa trời rồi, được con cái hiếu thuận, chăm sóc chu đáo là phúc phần quý giá hơn bất kỳ tài sản nào. Thưa quý vị, càng lớn tuổi bạn sẽ càng nhận ra một điều rằng gia đình mới là bến đỗ vững chắc nhất, là nơi an ủi tâm hồn quý giá nhất của mỗi người. Khi gia đình êm ấm, vợ chồng yêu thương tôn trọng lẫn nhau, con cái trưởng thành, người cha người mẹ có thể yên tâm chứng kiến và tận hưởng quả ngọt từ công nuôi dưỡng của mình sau bao vất vả là thành quả giá trị nhất bên cạnh những tiền tài vật chất mỗi người gây dựng cho chính mình. Gia đình yên vui cũng chính là phúc báo của người biết sống tử tế với gia đình và người thân. Phúc lộc không phải chỉ làm một việc tốt, nỗ lực chỉ một ngày, quan tâm người khác chỉ một lần là sẽ có được. Nó cần chúng ta tích lũy từng chút một. Kiểu người thứ ba là người chăm hành thiện, tích đức. Phúc đức của một người giống như là gửi tiền tiết kiệm trong heo đất vậy. Một chút lòng thiện bạn gửi vào heo đất mỗi ngày sẽ được tích lũy trở thành phước lành của bạn trong tương lai. Sinh ra trong một gia đình đông con, từ bé chị Hương đã có ý thức giúp đỡ cha mẹ. Cho đến khi đi học, đi làm, rồi xây dựng gia đình, chị luôn tranh thủ ngày nghỉ để về cấy hái, làm cỏ bỏ phân, thu hoạch việc đồng áng, giúp cho cha mẹ. Đến khi lấy chồng, việc nội ngoại hai bên tuy là nhà con thứ, nhưng chị rất sốt sắng đôn đáo và rất có trách nhiệm, sống có hiếu với cha mẹ hai bên. Họ hàng làng xóm, ai cũng quý mến chị. Dù bận vội đến mấy, chị cũng thu xếp cùng mọi người lên chùa làm công quả quét dọn, chuẩn bị đồ cúng lễ những ngày rằm, mùng một hàng tháng. Nay tuy gần 60 tuổi nhưng chị vẫn còn khỏe mạnh. Gì chứ mấy việc cần đến sức khỏe dẻo dai như cấy gặt, xúc đất, gánh gạch, chị vẫn làm như thanh niên vậy. Hàng ngày chị đi xe máy 30 cây số đến công trình dưới trời mưa nắng là chuyện bình thường. Thỉnh thoảng bị mệt thì chị uống cốc nước đường hay lon bò húc tăng lực là đâu lại vào đấy. Chị Hương có hai đứa con trai, đứa đầu không hợp với mẹ, chị bảo thế. Mẹ con không tâm sự được với nhau, chị hợp với đứa con út. Nó nói năng nhẹ nhàng, làm gì cũng cân nhắc tính toán đâu vào đấy, lại rất tình cảm với mẹ. Có việc gì là chị hay bàn bạc tâm sự với nó.
Một ngày, chị bỗng xuất hiện cơn đau bụng. Sau khi khám bệnh, làm các xét nghiệm chiếu chụp, bác sĩ kết luận chị bị sỏi bùn túi mật phải cắt bỏ. Ca mổ diễn ra hơn 2 tiếng đồng hồ. Ba bố con ở ngoài lo lắng sợ toát mồ hôi. Sau ca mổ, bác sĩ gọi nó ra nói riêng với nó. Mẹ em bị ca rồi, đã di căn sang tụy, bệnh tiến triển nhanh lắm, có thể gây hoang mang hoảng loạn cho bệnh nhân và gia đình. Em và gia đình chuẩn bị tâm lý, đợi mẹ em phục hồi sau mổ, rồi em đưa bà về nhà nhé. Thằng bé mặt sạm đen choáng váng, nó không ngờ bệnh của mẹ nó lại trầm trọng đến như vậy. Cứ nghĩ đến mẹ sắp rời xa, nó không thể cầm được nước mắt, phải giả vờ chạy ra ngoài có việc để mẹ nó không nghi ngờ. Mặc dù công việc đang có thuận lợi, nó lập tức xin nghỉ để về chăm sóc mẹ ốm. Chị thấy nó nghỉ việc thì tiếc lắm, không đi làm đồng nghĩa với không có lương, mà nhà thì đang rất bí. Ở nhà có bố với anh chị chăm sóc lo cho mẹ rồi, con cứ đi làm đi. Nó chỉ cười nói, cả đời bây giờ mẹ mới ốm, con phải ở nhà chăm mẹ chứ. Thế là cả ngày nó cứ tỉ tê quanh quẩn bên chị, con nó bên cạnh thì chị yên tâm quá đi rồi. Những ngày chị nằm bệnh viện, nó chăm chị là chủ yếu. Bố và anh chỉ vào thay cho nó về ăn cơm, tắm giặt và chợp mắt một chút để lấy sức, vì chị không ưng ai ngoài nó. Suốt đêm, nó ngồi cho mẹ dựa lưng, bao nhiêu đêm như thế mà vẫn nhẹ nhàng nâng giấc. Vừa xoa bóp chân tay cho mẹ, vừa rì rầm tâm sự không hề tỏ ra một chút mệt mỏi. Mọi người ai nhìn cũng thấy thương và khen chị có đứa con hiếu thảo. Về nhà được một thời gian thì bệnh bắt đầu tiến triển nặng. Lờ mờ chị đoán ra mình bị bệnh nan y. Một sự hững hụt và buồn nản ngập tràn tâm trí. Nó động viên chị, mẹ yên tâm đi, con sẽ tìm mọi cách để chữa bệnh cho mẹ. Thế rồi ai mắc gì, nó làm nấy. Nào là nấm lim xanh, tam thất, nào là thuốc nam dân tộc mang về nấu nước cho mẹ uống hàng ngày. Rồi cầu thần phục dược, lễ giải bệnh. Chị thì quyết tâm lắm, đắng mấy cũng uống, đau mấy cũng chịu, chỉ mong sống được thêm đến lúc nó lấy vợ thôi. Thằng bé phờ phạc, long tong, nó bảo với bố và anh, nhà mình còn một mảnh đất đấy, nếu cần bán đi lấy tiền chữa bệnh cho mẹ. Bố nó bảo, anh mày thì ở nhà này, mảnh đất ấy là bố mẹ để dành cho mày, khi nào lấy vợ thì làm nhà ra đấy mà ở. Nó bảo không sao đâu ạ, sau này con cố gắng làm việc sẽ mua mảnh đất khác, còn người là còn của bố ạ. Vậy mà chưa kịp bán mảnh đất ấy thì chị đã yếu lắm rồi. Biết mình khó có thể qua khỏi, nhân lúc còn tỉnh táo, chị nói chuyện với con về gia đình, về đối nhân xử thế trong họ Mạc và về tất cả những chuyện sau này khi không còn mẹ. Nó nghe mà nước mắt chảy tràn, nó hứa với mẹ, vâng, con sẽ làm theo lời mẹ dặn. Mong muốn mẹ được ra đi nhẹ nhàng, nó nhờ nhà chùa và hội quy các già đến tụng kinh cho mẹ. Nằm trên giường, chị chăm chú lắng nghe và nhẹ nhàng chút hơi thở cuối cùng không đau đớn. Biết mẹ đã ra đi, nhưng nó không khóc mà tiếp tục niệm Phật cùng với mọi người. 1 giờ, 2 giờ, rồi 3 giờ trôi qua, mọi người vẫn cùng nhau trợ niệm, cầu cho chị siêu thoát về cõi lành. Tiếng niệm A-di-đà Phật của nó mới tha thiết làm sao, cứ như níu kéo xin người ra tay cứu giúp cho mẹ nó vậy. Người ngoài nghe mà còn thương xót đến chảy nước mắt. Thật kỳ lạ, sau 4 giờ trợ niệm, lúc sờ vào ngực chị thấy vẫn còn ấm, họ bảo thế là chị đã được về cõi lành rồi. Còn đó, trong lúc quỳ xin niệm Phật tha thiết, nó đã nhìn thấy Phật hiện lên trên tòa sen vàng óng. Thật là vi diệu và linh ứng, tâm nguyện và tấm lòng hiếu thuận của nó đã được Phật chứng minh. 49 ngày sau, một người bạn hay đi chùa công quả với chị nửa đêm mơ nhìn thấy một đoàn người mặc đồ trắng toát đang bay trên trời. Trong đó có chị. Người bạn gọi với theo, nhưng chị vẫn tiếp tục bay mà không quay đầu nhìn lại. Thì ra chị báo mộng cho người bạn, biết chị đã được siêu thoát. Mãn tang mẹ 3 năm, nó có người yêu rồi cưới vợ. Mấy cô họ bên nội làm mối cho nó mấy đám mà không thành. Đến cô này, người bên ngoại giới thiệu là ưng ngay.
Người ta bảo mẹ nó tìm vợ cho nó đấy. Còn bây giờ thì song hỷ lâm môn, nó khánh thành nhà mới và đón đứa con gái đầu lòng trong niềm vui chung của đại gia đình, hai bên, bốn họ. Quý vị thân mến, tất cả những gì chúng ta làm trong cuộc đời đều có kết quả và hậu quả. Nếu ta làm việc tốt, quả tốt sẽ tới. Và ngược lại, nếu ta làm việc xấu, quả xấu không sớm thì muộn cũng sẽ tới. Trong Phật giáo, những việc xấu tức là những việc tạo ra các ác nghiệp. Nó sẽ trổ quả và gây đau khổ phiền não mà ta phải trả, không thể chạy trốn được. Để lý giải cho điều này, mời quý vị cùng lắng nghe những câu chuyện sau đây. Câu chuyện thứ nhất, trả nghiệp. Vừa nhìn thấy bóng con gái trước cửa phòng, bà Hiền liền xòe bàn tay chìa ra trước mặt, miệng ngọng nghịu: "Chị ơi, bánh." Vừa mở cửa phòng mẹ, chị Hòa khựng lại vì mùi hôi thối nồng nặc xộc vào mũi. Chị hốt hoảng lao tới khi nhìn thấy thứ mẹ chị vừa xòe ra. Chị đau lòng hơn khi thấy trên mép mẹ chị còn lem nhem cái thứ mà bà đang nắm. Nước mắt chị chảy dài trên má, chị nấc lên đau đớn: "Mẹ ơi, sao khổ quá vậy mẹ? Ông trời ơi, mẹ con có nhiều tội quá, xin ông cứ lấy của con 5-10 năm sống để con trả bớt nghiệp cho mẹ con." Rồi chị bế mẹ vào nhà vệ sinh, thả bà vào bồn tắm rồi bật đèn sưởi xả nước tắm rửa cho mẹ. Vừa làm chị vừa khóc. Chị khóc thương mẹ, chị khóc thương chị, thương các em dâu của chị. Chị biết bà đang trả nghiệp đã gieo. Nhà chị có 5 chị em. Chị là gái đầu và một em gái út đã bị bệnh mất. Giữa là 3 em trai. Bố chị làm bác sĩ nên đi trực thường xuyên. Ngày nghỉ lại đi làm ở phòng thuốc của ông nội cùng chú bác. Mọi việc trong nhà một tay bà Hiền quản. Bà tên Hiền mà không hề hiền một chút nào. Con gái lớn lấy chồng, 3 con trai lần lượt lấy vợ. Nhưng nhà bà không một ngày bình yên. Cuộc sống của các em dâu chị rất khổ sở với mẹ chồng. "Chào bà. Bà ra chơi với cháu đấy à? Bà mang gì cho cháu mà nhiều thế?" Bà Hiền đon đả chào thông ra, rồi nhanh tay đỡ lấy cái làn đầy ụ thức ăn nào trứng, thịt, con gà đã làm sẵn cùng rau củ quả trong vườn nhà. Bà Hiền đón luôn chiếc cặp lồng mà thông gia định xách vào phòng cho con gái. "Bà ơi, nhà tôi của ăn của để đầy ra. Có để cháu đói bữa nào đâu mà bà phải nấu cháo mang ra như thế này. Bà làm thế, thiên hạ họ không hiểu, lại cho tôi là để con dâu đói đấy bà." Mồm 5 miệng 10, tay thoăn thoắt, bà liến thoáng một hồi, không để cho thông gia nói lại một câu nào. Rồi, nhanh như làn gió, bà xách tất cả mọi thứ thông gia vừa mang đến về buồng của bà. Xong xuôi, bà phủi tay ra bàn rót nước véo von mời bà thông gia. Khổ thân bà lụa, chiều qua nghe hàng xóm ghé chơi bảo con gái bà mới sinh con mà gầy và xanh lắm, nhìn nó như là thiếu ăn ý. Buốt hết ruột gan, sáng sớm bà vội bắt con gà mái tơ đang gại trứng làm sạch sẽ, rồi chạy sang chợ mua cái móng giò, bỏ nắm gạo và hầm cháo, thêm ký thịt nạc thăn. Nhặt đôi chục trứng gà cùng răm củ su hào non mướt bỏ vào làn tất tưởi nhờ người trở ra thăm con gái. Bà nhớ hôm mới sinh thằng cu, mẹ nó nhiều sữa lắm mà. Hôm ấy bà và các cô bác ra thăm nó, cho mấy đôi gà và răm chục trứng rồi thịt nạc cũng vài ký. Mẹ chồng nó bảo: "Thịt này để tôi giã giúp cho cháu nó ăn lành dạ. Trứng này tôi sẽ luộc hàng ngày cho cháu ăn. Gà thì sẽ thịt hầm sâm ăn cho bổ. Ông nội thằng bé làm thuốc bắc mà, có mà đầy vị thuốc bổ cho bà đẻ." Vậy mà sao con bé lại gầy nhỉ? Bước chân vào căn phòng tối om, bà dụi mắt mấy lần mới nhìn thấy con gái bà đang nằm bẹp dí trên giường. Thằng bé thì đang thiu thiu bên cạnh. Nghe tiếng mẹ gọi, Hà nhồm dậy, đưa tay bật công tắc cái đèn tròn đỏ quạch. "Mẹ, mẹ mới ra à?" Hà chưa kịp chào hết câu
thì bà Hiền đã vào phòng lảnh lót. Đấy bà xem, thằng bé ngoan thế, ăn ngủ suốt. Mẹ nó nhàn lắm bà, ngủ ngày ngủ đêm cả tháng nay rồi, sướng thế cơ chứ. Chả như cái thời của tôi ngày xưa bà. Vừa đẻ được 3 ngày, đã phải ấn con cho mẹ chồng rồi bì bõm ngoài đồng cấy hái rồi. Giờ các chị ấy ăn không ngồi rồi, bế con còn chả nổi bà. Mà nhà tôi thì sơn hào hải vị, chả còn thiếu thứ gì cho mẹ nó ăn đâu bà. Đấy bà xem, mẹ nó béo hẳn ra thế này cơ mà. Vừa nói bà Hiền vừa kéo cánh tay gầy rộc trắng xanh của Hà lên cho bà thông ra xem. Bà Lụa nhìn con mà quặn thắt trong lòng. Mới hôm nào cổ tay nó tròn lẳn ra thế mà giờ hỡi ôi. Hà rướm rướm nước mắt nhìn mẹ. Đến bữa cơm, Hà vừa thò đũa vào đĩa trứng gà rán vàng ươm thì đã nghe một bài giáo huấn với đầy đủ nốt thăng la cao vun vút. Chị này, tôi là tôi kiêng cho chị nha. Chị biết giữ mồm giữ miệng thì sau này chị sướng. Chứ giờ chị ăn cho bóng môi nhờn mép thì sau này già ngửi thấy là miệng nôn chôn tháo, chị mới thấm nha. Cô rụt đũa về đĩa rau muống già cuối vụ nhón nhén, gắp một cọng, chấm vào bát nước cấy, đưa lên bát cơm ăn. Nước mắt cô ứa ra. Chứng ấy là dì cô của Hà mừng cô sinh mà. Rõ hôm ấy, cô nghe mẹ chồng cô véo von tôi sẽ hấp luộc cho cháu ăn bổ mà. Sao giờ bà mang ra rán rồi cấm cô ăn như thế này? Đĩa thịt nạc kho mặn vỏn vẹn 6 miếng, cô đã ăn 2, cô rón rén gắp miếng thứ 3 lên bát. Hài, mai lại phải mua thịt rồi. Bà Hiền thở dài cái sượt, rồi chở đầu đũa quén quén mấy miếng thịt nạc kho dành cho bà đẻ. Miếng thịt như mặn hơn trong miệng của Hà. Bà kiêng cả việc con trai không được vào phòng vợ, nên con khóc con quấy thì chỉ có một mình Hà ôm con. Đêm, cụ Hải đói khát sữa khóc ra giả. Chồng Hà nghe con khóc, định vén màn chạy vào giúp vợ, thì bà Hiền hắng giọng. Đàn ông đàn an, không nên vào phòng bà đẻ ô uế hại khí. Rồi bà nhiếc, có ăn với bế con cũng không nổi, thì chị còn làm gì nữa đây? Hà chùi nước mắt, vén áo vạch ti, cho con nún cặp vú nhão nhợt. 3 tháng ở cữ là 3 tháng bà bắt Hà cấm cung trong phòng. Không phải nấu cơm, không phải làm việc nhà, chỉ có việc chăm con. Đấy, tử tế thế còn gì, có ai kiêng cữ cho con dâu được như bà đâu. Bà luôn miệng nói, sợ con dâu sau này sinh bệnh nên ngày 3 bữa cơm Hà được ăn với rau muống già luộc, chấm mắm cấy, thịt nạc kho mặn. Gà mọi người biếu thì bà thả vườn nuôi sau nó để lấy trứng mà ăn. Nhưng trứng gà thì bà đem rán và lại bảo là bà đẻ kiêng mỡ không nên ăn. Sang tháng thứ 4, lấy cớ sắp đi dạy, nên Hà xin phép bà cho lên trường ở rồi nhờ mẹ đẻ lên giúp. Trường cô ở trên thị trấn cách nhà chồng hơn 10 km. Vợ chồng cô vay mượn, mua căn nhà nho nhỏ ở tạm. Mỗi lần bà lên chơi, bà lại đòi ở lại cả tháng. Và trong thời gian ấy, chồng Hà chỉ biết lén ôm vợ thì thào, thôi, cố lên em. Các nàng dâu sau lần lượt tách ra ở riêng sau khi chịu đựng bà không quá 1 tháng. Ông vì giận không nói nổi bà nên ở lì trên hiệu thuốc. Bà càng giận chồng thì càng trút vào con. Này, bà đến nhà con này, tháng sau bà lại đến nhà con kia. Bà giáo huấn, bà sắp đặt, bà cấm đoán các con phải theo ý của bà. Bà vơ vao, cào cốn tất cả những đồ ăn thức uống của các con mỗi khi đến nhà họ chơi để mang về nhà mình. Mỗi lần từ nhà con về là bà tay xách nách mang tất tần tật đồ ăn trong tủ của con, thậm chí là cả gói bim bim của cháu bà cũng nhặt bỏ làn để mang về. Thời gian cứ trôi, ông về thiên cổ, còn mình bà trong căn nhà rộng. Các con trai con dâu thi thoảng đáo về thăm bà. Con gái nhiều lần góp ý nhưng bà vẫn chứng nào tật nấy, tham lam giảo hoạt. Và rồi, sau lễ mừng thọ 80 được vài tháng, cũng là lúc bà phát bệnh. Bà lẫn, lúc nào bà cũng thèm ăn. Tất cả những thứ gì mềm,
bà đều ăn, cho dù đó là thứ gì đi chăng nữa. Các con dâu của bà quá hận và ghét bà, nên họ chăm bà theo nghĩa vụ. Họ thuê người giúp việc, nhưng người giúp việc cũng không chịu nổi, ngày nào cũng giặt chăn màn ga gối khi bà cất giấu chất thải của mình khắp nơi. Bà bảo đấy là bánh, mà bánh thì phải giấu đi, không con dâu nó ăn mất. Chị Hòa thu xếp công việc rồi về chăm mẹ. Chị nhìn mẹ mình, chị xót, chị đau lắm. Chị nguyện đổi tuổi thọ của mình cho bà đỡ cực. Nhưng biết đến khi nào thì bà mới trả hết nghiệp của mình đây. Câu chuyện thứ hai, nhân quả có thật mang tên không cố ý. Tiếng la thất thanh của ông Trương làm người trong làng choàng tỉnh. Tiếng gà gáy canh cuối, mặt trời còn yên ngủ ở cuối trời. Có ai mất đứa con nhỏ nào không? Tôi thấy một ông già khăn đỏ bắt một đứa nhỏ đi về hướng núi. Dân làng lao sao bàn bạc. Chợt có hai vợ chồng chạy đến nhận rằng có đứa con trai vắng nhà từ chiều qua chưa thấy về. Theo hướng ông Trương chỉ, họ nhờ nhiều người đi tìm giúp. Nhưng chuyện đó chìm dần vào quên lãng, và hai vợ chồng kia vĩnh viễn mất đứa con trai. Riêng ông Trương từ đó đổi tính hiền lành ít nói, về nhà lập một bàn thờ. Mỗi khi ăn cơm, ông xới thêm một chén cơm để lên bàn thờ và khấn vái lâm râm. Bà Trương có hỏi thì liền bị ông gặt phắt đi. Ông có trồng một đám mía. Đến mùa mía chín, lũ trẻ và heo của hàng xóm hay đến phá phách. Ông rất bực mình vì phải canh giữ. Một hôm, ông đuổi con heo đang phá mía và theo nó về đến nhà chủ của nó. Khi được ông ôn tồn nói sự phá phách của con heo, cô chủ ong ỏng chối ngang và thách ông có đập chết con heo tại chỗ, cô mới chịu nhận heo mình có phá mía. Ông đuối lý và căm giận vô cùng, quyết tâm bắt con heo làm tang chứng để mắng con mụ đó một trận. Ông mài cây giáo mũi nhọn cầm theo để rình rập. Ông bò lết qua lại trong đám mía, đến nỗi hai khuỷu tay thành chai cứng. Và rồi cái gì ông mong đợi đã tới. Khi trời vừa sụp tối, ông thấy tiếng con heo đang sột soạt nơi hàng mía bên kia. Ông rón rén bò lại gần và phóng mạnh cây giáo. Con heo ngã lăn ra kêu không thành tiếng, chỉ phát ra tiếng khèn khẹt. Ông mừng rỡ chạy vội lại và thất kinh hồn vía. Thằng nhỏ giãy giụa một lúc rồi nó nằm im. Ông cuống cuồng không biết tính sao. Đem nó về là đi tù chứ chẳng chơi. Ông do dự mãi mà không biết cách nào để giải quyết. Đến khi gà gáy canh tư, ông đào lỗ chôn thằng bé trong đám mía, phi tang mọi dấu vết và về làng la lên đổ thừa cho ông già khăn đỏ. Từ đó, ông hối hận vô cùng. Mỗi bữa ăn đều cúng cơm cho hương hồn thằng bé và nói lên sự vô tình và ân hận của mình. Khi phải đi đâu vắng, ông dặn bà Trương cúng chén cơm không để gián đoạn bữa nào. Thời gian thấm thoát qua 3 năm. Một đêm, ông nằm mơ, thấy đứa bé đến gọi. Ông giật mình mở mắt, không thấy điều gì. Lại nhắm mắt ngủ tiếp như vậy đến lần thứ 3. Đứa bé lại đến gọi và nói: 3 năm qua, tôi biết rõ lòng ông. Không phải ông cố ý giết tôi, nên tôi không oán giận gì với ông cả. Tôi sắp đầu thai làm con của gia đình gần đây, cách nhà ông 6 căn về phía dưới. Ngày mai, ông có nghe gia đình đó sinh con, tức là tôi, dưới bụng còn có dấu dao cũ. Tôi báo cho ông biết để ông đừng cúng cơm cho tôi nữa. Ông Trương giật mình tỉnh giấc và thức mãi không ngủ được. Sáng ngày ra, ông nghe ngóng và biết có gia đình cách nhà ông 6 căn vừa sinh đứa con trai. Đến chiều, ông đem quà đến thăm và vạch bụng thằng bé xem. Quả nhiên có dấu sẹo mờ mờ. Từ đó trở đi, ông cứ đến thăm đứa bé đó luôn. Mỗi khi đi chợ về ngang thì không kẹo cũng bánh đem cho thằng bé. Mối thâm tình của ông và thằng bé đầm ấm mãi. Cha mẹ thằng bé mặc nhiên xem ông như là một người thân thiết và đỡ đầu cho thằng bé.
Điểm hối hận bao nhiêu năm được đền trả trong từng hộp sữa, từng chiếc bánh, từng cái nâng niu của ông dành cho thằng bé. Bây giờ thì thằng bé đã được 8 tuổi rồi. Một hôm, ông đem quà đến thăm nhằm lúc cha mẹ nó đi vắng. Đứa bé ôm ông thưa: "Ông thương con quá mà con không biết làm sao trả hiếu cho ông." Ông Trương âu yếm nói: "Con muốn trả hiếu cho ông hả? Kìa, có trái đu đủ chín ngoài cây kìa, con hái đãi ông đi." Đứa bé mừng rỡ nhìn trái đu đủ cao hơn tầm tay với và băn khoăn không biết hái cách nào. Ông bà nó lấy cây dao mác ra mà chặt. Nó vâng lời lấy cây dao mác ra mà vẫn không với tới. Ông Trương đến gốc cây cõng nó lên, muốn nó tự hái đãi ông. Thằng bé thích thú cười, giang tay cua tê mắt đứt cuống trái đu đủ. Nhưng khi trái đu đủ rớt tới đất thì lưỡi mác mất đà rơi xuống ghim sâu vào bụng ông Trương. Ông ngã lăn ra kêu không thành tiếng, chỉ phát thành tiếng khèn khẹt mà thôi. Ông được đưa về nhà, chịu đựng tình trạng đó hơn một ngày đêm và từ chối mọi sự chữa trị. Qua một ngày, ông bỗng tỉnh táo lạ thường và nói trở lại được. Ông cho người nhà đi tìm gọi hai vợ chồng mất đứa con hơn 10 năm trước, gọi cha mẹ thằng bé hàng xóm đến. Và trước mặt đông đủ con cháu, mọi người, ông kể lại câu chuyện đã giữ kín hơn 10 năm qua. Ông khóc, van xin sự tha thứ từ hai vợ chồng bị mất con trai hơn 10 năm trước. Ông dặn vợ và gia đình không được làm khó thằng bé hàng xóm và cha mẹ nó, vì đây là nghiệp quả mà ông phải trả. Ông bảo con cháu lấy kinh nhân quả đọc cho ông nghe. Sau đó ông chút hơi thở cuối cùng. Tuy ông lão không cố ý giết người, không ác tâm giết người, nhưng dưới tay ông, một đứa bé phải chết dần trong đau đớn. Quả báo đã trở lại với ông trong một tình huống tương tự. Lưỡi dao nơi tay thằng bé hàng xóm đã cắm vào bụng ông khi mà ông và thằng bé đang thương quý nhau rất mực. Lòng hối hận và những chén cơm cúng vái đã xóa được nỗi hận thù với nhau, hơn nữa còn kết chặt tình thân ái giữa ông và thằng bé trong vòng luân hồi vô tận này. Phước của sự sám hối đã khiến ông tỉnh táo trở lại trong những giờ phút cuối cùng để nói lên sự thật. Sở dĩ có xảy ra tình trạng không cố ý giết người vì trước đó ông đã nung nấu cố tâm giết con heo. Tác ý bất thiện này đã gây ra nỗi bất an cho ông suốt mười mấy năm và chấm dứt bằng cái chết bi thảm. Nói là không cố ý, nhưng thật ra đã có cái cố ý giết con heo kia rồi. Tác ý bất thiện nào được nuôi nấng mãi cũng có ngày kết thành quả báo đau khổ. Thế nên ta phải kiểm soát xem tư tưởng của mình là thiện hay ác. Nếu ác thì phải dừng ngay lập tức, và thiện thì nên tiếp tục. Trước khi làm chủ tâm trong định, chúng ta tập làm chủ tâm trong thiện niệm. Thiện niệm nào được nuôi nấng mãi mãi cũng có ngày trổ quả an vui. Phần cuối của video hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện Thằng út của má. Hôm nay ra chỗ bến xe ôm thì không thấy anh xe ôm quen đâu, nên tôi ra đường gọi đại một anh. Anh này tên là Út, tầm 50 tuổi, người nhỏ thó, đen đen và có nụ cười hiền, không thể hiền hơn được nữa. Lên xe cũng 5-3 câu chuyện, thấy anh nói chuyện cũng vui vẻ. Đang đi thì anh Út có điện thoại, lấy máy ra, alo alo, Út nghe Út nghe. Mà có vẻ bên kia nói gì nhỏ lắm cho nên anh không nghe rõ. Tôi bảo, thôi anh dừng bên đường mà nói, chứ đang đi xe, nghe điện thoại nguy hiểm quá. Dừng xe bên đường xong anh gọi lại. Alo, má hả? Má gọi Út gì đó má, con đang chở khách. Dạ, thôi má ăn cháo rồi, nghỉ đi cho khỏe, hôm nào rảnh con chạy lên thăm má nhé. Đi gần tới nơi, anh Út lại có điện thoại tiếp. Lại cũng người má đó. Lại dạ dạ con biết rồi má, con chạy kỹ lắm má đừng lo. Thôi má uống thuốc đi, con chở khách để người ta chờ này. Dạ con biết rồi má. Thấy vậy tôi bảo, anh Út có hiếu ghê, nói chuyện với má ngọt xớt, chắc
bác vui lắm. Anh khựng lại một lúc rồi túc tắc kể. Có má con gì đâu chú hai, tôi với bà là người dưng thôi. Hồi trước Tết ông già tôi tai biến rồi mất. Lúc vào bệnh viện làm giấy tờ cho ông thì gặp bà. Bà ngồi xe lăn, từ xa nhìn tôi chân chân rồi kêu Út ơi Út à. Tôi tên là Út nên mới chạy đến dạ Út đây. Bà cứ nắm lấy tay tôi hỏi phải Út không con? Sao con đi lâu quá không về thăm má? Rồi giờ con làm gì ở đâu? Lúc đó tôi nghi nghi. Thôi chắc là bà nhầm người rồi. Định nói chắc bác gái nhìn nhầm người rồi. Thì thấy anh con trai của bà đứng sau nháy nháy mắt, ra hiệu bảo tôi im. Tôi cũng im chứ sao chú hai. Rồi bà khóc quá trời quá đất luôn. Anh con trai mới dẫn bà ra chỗ khác. Còn chị con gái thì ra nói với tôi là anh thông cảm, nhà em có thằng Út thất lạc hồi trước giải phóng, nên giờ má em gặp ai giống giống nó là má em nhận vậy đó, anh thông cảm bỏ qua. Tôi nghe cũng thấy êm, mới nói có gì đâu chị. Rồi ra lấy xe, thì anh con trai hồi nãy chạy theo, nói chuyện kỹ hơn. Nhà đó có 4 đứa con, đứa Út chắc cỡ tuổi tôi. Lúc đó loạn lạc bom đạn, cả nhà dắt díu nhau bỏ quê lên Sài Gòn. Lên tới Sài Gòn thì thằng Út nó đi lạc, cả nhà tìm kiếm khắp nơi. Sau ông anh hai này tìm ra thì nó đã chết, người ta đã chôn nó rồi. Xem ảnh của công an thì xác nhận đúng là nó. Nhưng mà lúc đó không dám cho bà má hay, nên ông quyết định bí mật luôn, coi như thằng Út thất lạc thôi. Nghe vậy, tôi nói, trùng hợp quá, tôi cũng tên là Út, mà bà gọi ngay chúng tôi mới ghê chứ. Anh con trai tròn mắt nói, vậy trùng tên sao? Rồi sau hôm đó mới lấy số điện thoại của tôi. Lúc gần Tết, bà má ốm nặng, suốt ngày hỏi Út đâu, rồi khóc bỏ cơm bỏ cháo. Ông anh hai kia mới điện cho tôi nói, thôi tôi nhờ chú đóng giả thằng Út lên thăm, nói chuyện cho bà vui. Rồi tháng tôi gửi chú tiền đi lại là 5 triệu đồng. Tôi nghe cũng thương, tôi ừ, nhưng mà tôi không có lấy 5 triệu đồng, giúp được thì giúp thôi, tiền bạc gì. Rồi từ hôm Tết lên thăm bà tới giờ tuần nào cũng ghé 1-2 lần, ăn bữa cơm. Rồi bà lấy số điện thoại ngày nào cũng gọi, nói y nguyên một chuyện, 1-2 Út của má, Út của má. Tôi nghe câu chuyện anh Út kể thật cảm động. Không ngờ anh xe ôm nhỏ bé như anh lại có tấm lòng quảng đại yêu thương đến thế. Tôi hỏi, bà gọi nhiều vậy anh có thấy phiền không? Phiền hả? Phiền gì đâu. Mình không có tiền có bạc giúp ai, giúp cho bà má vui vẻ cuối đời cũng coi như là giúp người, chứ có phiền phức gì đâu. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.